Ngắm qua là sao? Nha. Đó một mớ người đợi nữa tiếng nè. Mày cho ra ngoài sân ngồi một mình nha. Có đúng không? Hả? Nó một muỗng chút xíu ngập qua. Hai chúng tôi còn có một điểm chung nữa là đều có ông xã là thị chính mình. Là sao? Tỉnh. Hả? Vùng cao Tây Bắc. Quê tôi có hoa lan nở trắng núi rừng. Có những cây suối giàn cổ thụ và có cả xanh trắng quốc gia. Vui không? Vui không? Thích ăn cháo hay thích ăn đòn? Thích ăn cháo hay thích ăn đòn? Nói mẹ nghe nha. Nhai nó hết cho miệng, hả miệng ra cho mẹ mau. Nguyên một ngày nay không bú sữa, không ăn uống, không ăn đồng thảy, không ăn hàng, không có xin ăn á, treo đi nghe chưa? Không cho ăn chè đậu xanh luôn nghe chưa? Để cái bụng đói khỏi ỉa đái khỏi ai hốt luôn nghe chưa? Ấm nho mè đâu có lên ký đâu, ăn làm cái gì phong hả? Rất ăn bột hoài đâu có được đâu, phải tập ăn cháo nữa hiểu chưa? Đúng rồi, giỏi, nhai nuốt giỏi. Đúng rồi. Nhai đi, con nhai nuốt. Mẹ mới thương, không thôi là mẹ giận. Mẹ la làng. Biết luộc tay. Du Dương giỏi đâu, Du Dương number one đâu. Bé ghét number one đâu. Hả? Vỗ tay đâu, hoan hô đâu, lắc đầu, Du Dương lắc đầu. Mẹ đi nha, bây giờ ngồi đây ha, chỉ có thích coi tivi thì mẹ đi nha, không ăn uống gì hết nha. Nghe. Nghe không? Nghe mẹ nói không? Lì giống bố hả? Lì giống bố không? Nè. Hả miệng ra cho mẹ ăn vô. Vô Dương, ăn cháo hay ăn đòn? Ăn bánh tét hay ăn đòn? Nghe mẹ nói không? Ăn bánh tét hay ăn đòn? À mẹ. À mẹ. Vô Dương. Dạ. Mình lớn rồi mình phải ăn cháo đúng ngày đúng bữa, mẹ đâu có bắt con ăn nhiều đâu, ăn có một cái chén nhỏ xíu thôi à, ăn hôm qua tới giờ luôn á. Thấy không? Bỏ thí đâu không cho ăn luôn nha, thích lắm không? Vậy mẹ ăn cái gì cũng đến xin là sao? Hả? Dạ mẹ. Đang nói không có được nhìn chú khác. Dạ mẹ. Nhanh. Con đi lại. Xin lỗi mẹ. Dơ giấy quá. Xin lỗi mẹ nha. Xin lỗi mẹ. Vâng. Người ta vẫn nói là đi ra ngoài kia ngồi nha. Nha.